Trời cái kiển đam mê mến chào quý anh chị các bạn. Hôm nay mình sẽ lên một lô cá sư tử mới. Anh chị các bạn thích những phong nền mới nữa thì có thể xem trong video này. Đầy đủ tất cả các màu sắc. Anh chị các bạn yêu thích một số dòng panda, những con này là vây lưng và đuôi dài hết các bạn, không phải đuôi ngắn. Dòng sọt, dòng panda sọt đuôi dài. Size này là size 6 xăng tới 8 xăng các bạn. Thích màu nào thì anh chị các bạn có thể chụp màn hình gửi qua Zalo. Bên trại sẽ lên đơn hoặc báo giá lại để anh chị các bạn có thể đặt. Dễ thương lắm các bạn. Mỗi con một màu sắc. Tiếp theo sẽ là dòng sọt màu trắng size 6 8 xăng. Anh chị các bạn đặt hàng chỉ cần nhắn tin qua Zalo, bên trại sẽ gửi nguyên cả cái danh sách luôn. Đầy đủ tất cả các dòng cá sư tử qua. Thích màu nào, size nào thì anh chị bạn nhắn lại. Cứ một tuần thì bên trại sẽ quay lên một video cập nhật cá nhập về liên tục các bạn. Hàng này hàng Quảng Châu, chứ không phải là cá Việt ở đây, sinh sản ở đây nha các bạn. Tiếp theo sẽ là một lô của dòng Yama. Ở trong đây có rất là nhiều màu, anh chị các bạn thích màu nào thì có thể chọn màu đó. Hôm nay rất là đặc biệt luôn, có dòng Chago Gingi. Dòng Chago là dòng cá dẫn đàn của dòng cá coi mình đó các bạn. Nhưng hôm nay có dòng cá, luôn cả dòng sư tử nữa. Lùng lùng ngắn ngắn dễ thương. Anh chị các bạn thích con nào có thể chụp màn hình gửi qua Zalo, bên trại sẽ báo giá lại. Ngoài một số dòng cá sư tử anh chị các bạn đang xem thì bên trại còn rất là nhiều dòng cá khác, đặc biệt là cá bảy màu thì số lượng rất là nhiều. Nếu mà nhắn tin qua Zalo thì bên trại sẽ gửi danh sách giá qua. Cặp này dễ thương đó các bạn, anh chị các bạn có thể bắt một cặp này để về mình trưng bày. Nếu mà mình có một cái hồ 60-40 hoặc là 30-40 thì mình có thể thả một cặp này. Tiếp theo sẽ là một cặp của màu đồng. Dễ thương lắm các bạn. Hôm nay rất là nhiều màu sắc, anh chị các bạn thích phong nền nào thì có thể chọn phong nền đó. Tiếp theo sẽ là màu vàng đồng. Anh chị các bạn thích những con màu đồng size 15 xăng thì có thể chọn những con này. Tất cả những màu khác thì bên trại đều có đầy đủ nha các bạn. Hôm nay thì mình về những con mới cho nên mình quay lên. Còn anh chị các bạn thích màu trắng, màu đen hoặc là những con panda thì ở tuần trước thì đều có đầy đủ. Size 15 xăng của dòng sọt. Rồi cảm ơn tất cả anh chị các bạn. Hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Cô chú anh chị các bạn thích màu nào có thể nhắn tin qua. Nhắn tin trực tiếp qua Zalo hoặc là qua số điện thoại nha các bạn.